đang xếp hàng để lên trên đây để đi về, đi qua bên kia để đón tàu về. Em dính lắm, lát nữa đi thử cái nó sao nhỉ. Lát anh sẽ quay ở trên cao nhìn xuống cho cả nhà xem nha. Có mấy đồng mà cả nhà? Quay tiền chỉ có mấy đồng thôi. Mỗi người có mấy đồng à? Tại vì phải đi bằng cái này qua bên kia xong rồi mới đón tàu đi về nhà được. Nhiều người ta thích đi cái này lắm cả nhà ơi, nó đi lên cao quá.
quay cả nhà ơi. Quay người ta đi tới lui, nó tới cái 5 phút rồi cả nhà ơi. Khoảng 5 phút là tới bến rồi. Trời mấy á, trời ơi, cái bà trèo leo kìa. Bà thấy cái sông nó nước cái bà khoái quá trời luôn nhá. Nước biển cả nhà ơi. Quá trời đẹp luôn. Nhiều người lắm, người ta đi qua đi lại, người ta quay cảnh đó cả nhà. Nói chung là những người ta làm YouTube rồi nè, người ta đi qua đây ta quay cảnh nè. Bò bay, bò bay. Tối thì cực tối, nó lên đèn đẹp không cả nhà ơi, nhưng mà mình không có đợi được, cho nên mình đi về rồi. Trời luôn, hôm nay bà đi bà ăn bà uống bà đi chơi luôn, bà quá trời khoái, bà sướng bà rồi. Đi mấy ha, đi con con. Cái con vịt nó lội dễ thương quá cả nhà. Tối. Ê, nổ nổ. Nổ nổ mày à, nổ. Té té. Yeah, I know. Cả nhà ơi. Tối rồi, sắp tối là 10 giờ luôn rồi đó. 10 giờ mà còn vậy đó cả nhà. 10 giờ mà còn sáng vậy quá trời, cái khu này nó đẹp cả nhà ơi, nó đẹp lộng lẫy luôn. Mà còn nhiều khu nó còn đẹp lộng lẫy hơn nữa mà. Khu này mình chưa có đi, mình đa số là mấy nhỏ đi thôi chứ mình ít có đi. Mình ít có đi xa, mình lười lắm cả nhà, mình đi thích làm việc nhà, tôi chứ muốn thích đi đây đi đó. Nên hôm nay tại vì mấy đứa nhỏ nó nghỉ hè nên dẫn nó đi chơi ở nhà, đi ăn đi uống. Quá trời đẹp, nó đẹp dữ lắm luôn. Cả nhà nhớ xem video, hết video gì nha cả nhà ơi. Xem hết video cả nhà nhớ thích cái kênh Fanny Nguyễn thì cả nhà nhớ bấm like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh ủng hộ em và coi cho đủ giờ nha cả nhà ơi. Để thôi là tuột này tuột nọ tội lắm mà giờ đi quay xa xôi lạnh lẽo lắm nha cả nhà, cực lắm cả nhà ơi. Em chúc cả nhà mới vui vẻ tốt lành, nhiều bình an nha cả nhà. Nhớ xem hết video và chia sẻ và nhớ đăng ký kênh nha cả nhà, ủng hộ gia đình bé nhỏ năm mẹ con em nha cả nhà ơi, mẹ Lộc Thăng. Ok, video của em tới đây là đã hết rồi đó. Giờ đi về. Bye cả nhà nha.